Mấy bạn thổi cái này nhìn thấy mê chứ. Cái lông mi của bạn dài lắm nha. Mình chào các bạn một ngày mới nha. Thì buổi sáng dậy của mình á, thì là mấy con chó nó quằn banh cái sân của mình luôn, như bãi chiến trường á. Năm đứa mà lên đây nó nằm ngủ rồi, nó phá rồi. Rồi ở đây là cái bầy gà mà hôm trước nó nở được 11 con đó mấy bạn. Nay là chính thức là nó được một tháng rồi nè. Nhưng mà rất tiếc luôn á, là 11 con nhưng mà bây giờ chỉ còn có 5 con thôi. Lớp bị chó giật rồi. Nói chung là mấy con chó này nó giỡn đó mấy bạn. Xong là kiểu nó mạnh bạo quá thôi, chứ nó không có ăn thịt gì đâu. Mạnh bạo quá cho nên mấy em đó ra đi luôn. Thì còn có 5 em thôi. Để bây giờ á, mình sẽ cho 5 em này ăn trước. Tại 5 em này lớn họng quá. Mấy cái bạn này thì còn nhỏ cho nên mình sẽ cho cái thức ăn riêng như thế này nè. Đây, anh đi với con. Bỏ ra luôn. Đấy. Rồi ăn xong rồi tụi nó sẽ chạy ra giường tụi nó kiếm ăn thêm. Giờ mình sẽ cho mấy cái đám lâu la gà ở dưới kìa các bạn thấy không? Quá rồi. Sáng nó bu sùm. Tới cái đám gà bự dưới đây. Mình cho trong cái ăn trong cái giỏ xe này. Do cái bụi gà lớn này nó hay ăn hiếp mấy gà nhỏ, cho nên là mình sẽ cho cái bọn gà lớn nó ăn riêng bên đây. Đấy. Rồi cái này là cái lũ gà đen đó các bạn. Bữa mình bắt nè 11 con nhưng mà cũng ra đi bớt rồi. Giờ còn có 7 con thôi. Thì lớp là nó bệnh với cũng bị chó giật nữa. Cái này là bầy gà đen chính thức là được 1 tháng rưỡi rồi các bạn. Công nhận bầy gà đen này nó lâu lớn quá. Rồi để mình lại coi mấy gà này nó ăn đi. Ủa lót. Đây nó rất là đông luôn cho nên mình sẽ bỏ nhiều lúa. Lót. Đây là cái hai con gà lôi nè. Hai em này là bự nhưng mà cũng rất hiền luôn. Nó không bao giờ ăn hiếp cái gà nhỏ hết. Hai em này đúng gọi là cô gái Huế nè. Một chiếc lá vàng rơi cũng làm hai em hoảng sợ. Ủa cái bạn thỏ cũng đi ăn lúa nữa hả bạn thỏ? Rồi hai em thỏ nữa đâu rồi thỏ? Hai bạn kia của mày đâu? Đó. Còn gà tổng nó giữ tối ngày đi đá anh đây không? Nó ăn không ăn mà nó tối ngày đi phá không? Thôi cái ủa rồi hỏi lại cái bạn thỏ này coi. Hai cái bạn của mày đâu thỏ? Đó hơn lúa luôn. Cho thầy hồi tao ăn. Đó, cái bạn thỏ trắng này chạy lại rồi nè. Đây đây. Bây giờ cái mấy thỏ các bạn là mình nuôi thả rong luôn, thả như chó vậy, chạy vòng vòng nhà, vòng vòng vườn. Đó. Nhưng mà thằng Trộm nó thấy cái chó thì nó sợ, nhưng mà thấy mấy con này nó kêu lại còn mừng còn vui hơn nữa. Mấy này chỉ được làm cảnh chơi vui thôi. Nên hai bạn thỏ này, cái bạn kia bạn mới lại rồi kìa. Nhưng mà bạn ăn lúa đằng kia. Tại ẩn là nãy mình trải ra mấy học đó để cho mà mấy gà bự nó ăn đó. Nó không lại đây dành gà nhỏ. Công nhận mấy bạn thỏ này mình ghiền thì chứ. Thế là rất là thích luôn á. Tại mấy bạn này nói chung là rất là hiền. Cái là nó nhìn thấy nó cũng dễ cưng lắm, nó dễ nựng lắm. Tuy là người ta gọi là nhát như thỏ nhưng mà mình nuôi riết là nó cũng quen à. Hôm nay là mình sẽ có giới thiệu với bạn một nghề mới nè, đó nghề đút cho thỏ ăn. Mấy con thỏ gà này á, kiểu mình cầm trên tay vậy nó khoái mổ khoái ăn lắm. Hài rồi chứ.
Trời ơi, dân tặng miệng luôn, nó mới khoái là sao á. Em đi thở. Em thở kia đâu rồi? Chít 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 chít. Đâu rồi ta? Tụi em mới nó ăn nó chạy nó mất tiêu rồi. Thôi kệ hai em này đi. Dân làm ô xin cho hai em này nè, hay cũng hai bà này. Ta ta ta. Con gà này nó mổ lúa nó không mổ, mổ tay mình không. Thỏ nâu là thỏ cái nè. Mình quan sát kỹ á thì thấy con thỏ nâu với mấy con thỏ này nè, như đặc biệt thỏ nâu nè, cái lông mi nó rất là dài và đen luôn, nhìn thấy rất là nữ tính luôn á, rất là đẹp. Đúng là thỏ cái quá khác, nhai cọc 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 kẹp cọc kẹp. Nó nhai là nó ăn luôn cái vỏ chứ không phải như con chuột. Chuột nó không có ăn vỏ, nó nhả vỏ đó. Các bạn thấy thỏ nó ăn à, ngộm 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 luôn chứ không giỡn đâu. Nhai cột kẹp cột kẹp cột kẹp, mắc cười. Bạn thỏ trắng là bạn thỏ đực nè, ăn đi. Cái em thỏ trắng kia, em thỏ cái kia sao không kêu nó lại đây hả, em thỏ đực. Để mình lấy nấm nữa, mình mời dân cho hai em này em ăn. Đấy. Rất là vui luôn, rất là vui mắt. Nhà loi đực này nè, nhà loi trống. Nhà loi trống này nó ăn lúa rất là ghê luôn. Lúc mới bắt về á, mấy em này kiểu ăn thức ăn quen rồi cho nên ít ăn lúa. Giờ mấy em này ăn lúa rất là nhiều. Cái em gà loi cái này, gà loi mái này, em gà loi mái này nói chung đúng là rất dịu dàng luôn á, ăn thoảng thoảng từ từ lắm. Ăn xong mấy em này ra giường mổ cỏ nè, ăn cỏ rất là ghê. Con thỏ này nay không ăn cỏ nữa hay sao, chuyển qua ăn lúa ăn chung với gà đây. Thường nó ăn lúa, nó ăn ngộm ngộm luôn mấy em ơi, táp ngộm ngộm luôn á, chứ không phải nó ăn lợn hộp đâu. Thường mấy em này chạy ra giường á, mấy em ăn cỏ ăn rau muống rau lan nhiều quá, nay chạy vô nước ngập, nay kiểu nước ngập nước lớn mấy bạn ơi, cho nên mấy bạn này chạy vô đây ăn ké lúa luôn. Con gà này nó lựa gì á, lựa gì nó không kiểu nó ăn liên tục đâu, nó mổ nó ăn vài hạt à. Con gà này là một lứa trong cái bầy 10 con mà giờ nó cũng còn có 7 con à. Cái này là con gà này nó hình như 3 tháng rồi, gà này 3 tháng rồi, gà nuôi lâu lớn ghê luôn. Khoái hai em thỏ này ghê. Thôi mày ăn đi cho tao nựng chút coi. Tao nạp cầm cho mày ăn không, không được nựng vậy. Thấy hả? Thôi ăn đi mày nhét nhét cái gì. Nè mấy bạn thấy đã không? Nó chạy rong á, riết rồi hai chân nó dơ hầy à. Nhưng mà không sao, tại vì là đất nó sạch với lại là nó khô cho nên là nó không có bị ẩm ướt lắm. Chừng nào mà ẩm ướt liên tục mà nó dơ kìa, người ta nó mới sinh ra ghẻ. Thường á, sáng mình ra là có ba em thỏ lận, như cái em hồi nãy á, em lại em ăn rồi em chạy nó mất tiêu rồi. Thường ba em ăn em sắp lớp ở trong cái vỏ xe này nè, xong em anh nằm dài hết cái vỏ xe này luôn, nhìn thấy mắc cười lắm. Hai em gà loi này ăn rất là dữ, mình đổ ra hết cho hai em ăn đó. Đổ ra. Bây giờ loi trống nó kêu gà loi mái kép 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 lại lên nó ăn á. Này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình á, bữa mình đi câu cá lóc á, mình có mua thêm hai em vịt nữa nè, giờ lòi ra thêm hai thành viên bạn vịt nữa. Bây giờ á, mấy con bọ mình cũng thả lan nữa, để mình ra mình kiếm mấy con bọ ngoài đây coi. Mấy con bọ thì nó ít ăn lúa cho nên nó không có chạy vô như mấy con thỏ nó kiếm lúa nè. À đây mấy bạn thấy không, thấy nước ngập nó lên bờ luôn, cho nên là mấy con bọ thỏ đó nó không có xuống đây để kiếm ăn mà nó lên chỗ cao này luôn nè. Rồi mấy con gà nó ăn xong nó ra đây nó đứng đây, hai em bọ, còn mấy em kia đâu không biết, năm em luôn mà. Ủa con gà lôi này chắc bị con gà trống kia nó đuổi chạy ra đây rồi nè. Mấy gà lôi này nó bu bu cho mình thôi, tại mình cho nó ăn với lại là nó mình chăm sóc cho nó bởi vì nó biết. Này mấy em bọ này mình cũng thả lan luôn, chạy rong rong như mấy con thỏ vậy, không có nhốt gì hết. Mà hôm nay á, mình nói thả lan mình mới sực nhớ ra là người ta cũng gọi tên con bọ này là chuột lan, hay là do nó ăn rau lan nhiều quá, hoặc là nó thả lan gọi là chuột lan không biết. Đây, sẵn đây mình giới thiệu với mấy bạn luôn nè, cái em này là em có bầu rồi nè, cái bụng mấy bạn thấy không, cái bụng nó to tròn luôn á. Em này là em cái sắp đẻ nè, còn em kia em trốn vừa qua cái gốc dừa rồi, chạy nó ăn rồi. Mấy em bọ này thì thấy em nó núp núp nó rồi, ôi trời này thì mình rào rồi. Ủa vậy mà nó vẫn chui ra được luôn, trời ơi đúng là lùa chuột rồi chứ, chui ra ngoài là sợ bị chó mèo ngoài giật, còn mình nuôi trong đây quen rồi thì mấy con chó mình nó không có giật. Đuổi điển cười. Ôi gà lôi đực này nè, cái trống này nè, đổi qua cái mồng màu đỏ đẹp kia luôn ta. Bạn thỏ này cuối cùng rồi cũng biết được đến đây có lúa rồi, chạy lại nãy giờ chạy vòng vòng ngoài đi kiếm cỏ ăn. Mấy bạn thỏ cái này nhìn thấy mê chứ. Cái lông mi của bạn dài lắm nha, nhìn thấy nó là đã luôn á, kiểu như gắn lông mi á nha. Thỏ trắng thì nó cũng có lông mi nữa, nhưng mà kiểu như là nó trắng nó nhìn không có đỏ bằng lông mi đen, với lại lông mi đen nhìn thấy nó đẹp hơn. Em thỏ này thỏ trắng tinh luôn, trắng tinh tươm luôn á, không một chút màu đen luôn, rất là mượt, lông rất là mượt luôn. Rất là ấm luôn á. Để mình quay gần cái âm thanh ngay cọc 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 kẹp cho mấy bạn nghe. Nó ăn dính cái râu nó luôn kìa. Clip của mình hôm nay á, chủ yếu là giới thiệu với bạn là buổi sáng á, mấy con vật nó tập trung nhau nó ăn như thế nào thôi. Clip của mình tới đây cũng là kết thúc. Nếu bạn thấy clip này hay đừng quên nhấn like, subscribe nhé các bạn.